Xin chào quý doanh nghiệp và cũng như các bạn khán giả. Hôm nay tôi sẽ trình bày với quý doanh nghiệp một chuyên đề liên quan đến kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng. Để làm rõ chuyên đề này, tôi sẽ trình bày 5 phần. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhận diện được đặc điểm những cái tranh chấp của hợp đồng tín dụng. Nó có những cái đặc điểm như thế nào. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ nhận dạng được các tranh chấp về hợp đồng tín dụng. Trên cơ sở đó, tôi sẽ chỉ ra các nguyên nhân mà dẫn đến tranh chấp. Khi mà xảy ra tranh chấp, chắc chắn là chúng ta phải lựa chọn các phương thức giải quyết tranh chấp. Vậy thì chúng ta có những lưu ý gì? Và cuối cùng, có một số cái kỹ năng xử lý các vấn đề tranh chấp hợp đồng tín dụng. Trước khi đi cụ thể thì chúng ta cần phải hiểu thế nào là hợp đồng tín dụng. Hợp đồng tín dụng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên cho vay là tổ chức tín dụng và bên vay là cá nhân, tổ chức nhằm xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên theo quy định của pháp luật. Theo đó thì tổ chức tín dụng sẽ chuyển giao một số tiền cho cá nhân, tổ chức sử dụng vào mục đích xác định trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc là hoàn trả gốc và lãi. Dựa trên khái niệm này thì chúng ta có thể xác định được quyền và nghĩa vụ của các bên cũng như là đặc trưng của loại hợp đồng này đối với các loại hợp đồng khác, cụ thể là hợp đồng cho vay. Ví dụ như là một bên cho vay là tổ chức tín dụng rồi. Còn liên quan tới là chúng ta sẽ có thỏa thuận vay là bằng văn bản và trong đó sẽ có quy định cụ thể liên quan đến cái việc trả lãi và gốc. Và rất quan trọng nhất đó là chúng ta phải có một cái mục đích xác định. Vậy thì cái tranh chấp loại hợp đồng tín dụng này nó có những loại tranh chấp như thế nào? Chúng ta sẽ thấy có 4 cái đặc điểm của tranh chấp hợp đồng tín dụng. Phần lớn cái tranh chấp về tín dụng thì nguyên đơn lại là các tổ chức tín dụng. Bản chất cái nghĩa vụ của các tổ chức tín dụng thì thường đó liên quan tới cho vay. Chính vì vậy mà khi thực hiện hợp đồng, phần lớn bên đi vay lại không trả hoặc trả không đúng thời hạn. Do đó bên nguyên đơn lại chính là các tổ chức tín dụng. Cái đặc điểm thứ hai liên quan đến nghĩa vụ, chúng ta sẽ thấy rằng là cái tranh chấp nó xảy ra rất nhiều. Có thể liên quan đến bảo lãnh, các biện pháp bảo đảm hoặc là tranh chấp liên quan đến tiến độ giải ngân. Tuy nhiên thì phổ biến nhất nó vẫn là cái nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi của bên vay cho tổ chức tín dụng về mức lãi suất cho vay. Và đặc điểm thứ ba đề cập ở đây đó là nó sẽ gắn liền và là tiền đề làm phát sinh với một cái quan hệ hợp đồng khác. Bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng là không đơn thuần mà tổ chức tín dụng người ta sẽ cho khách hàng vay, người ta cần phải có một sự đảm bảo. Và thông thường đi kèm với một hợp đồng tín dụng, người ta sẽ có một cái hợp đồng về giao dịch đảm bảo. Và cái giao dịch đảm bảo này nó cũng là cơ sở để đảm bảo nghĩa vụ đối với tổ chức tín dụng. Và đặc điểm cuối cùng đó là cái phát sinh từ sự xung đột về lợi ích giữa các bên tham gia tranh chấp khi các lợi ích mà chúng ta bị xâm phạm. Tiếp theo tôi muốn đề cập ở đây là nhận dạng các loại hình về tranh chấp hợp đồng tín dụng thì như thế nào. Tôi cũng chỉ ra có 5 đặc điểm. Tranh chấp thứ nhất là do các bên vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng. Thứ hai đó là tranh chấp về chủ thể xác lập và thực hiện hợp đồng tín dụng. Cái thứ ba đó là tranh chấp về đối tượng của hợp đồng tín dụng. Thì chúng ta biết rằng đối tượng hợp đồng tín dụng bao gồm liên quan đến tiền và liên quan đến cái tiến độ mà các bên tổ chức tín dụng giải ngân hoặc như là tiến độ mà bên vay người ta thanh toán. Cái thứ tư đó là tranh chấp xảy ra từ việc thực hiện biện pháp bảo đảm đối với hợp đồng tín dụng, có bảo đảm bằng tài sản và định giá xử lý tài sản bảo đảm. Và khi chúng ta không thực hiện trả nợ thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài sản đứng ra đảm bảo đó. Cái dạng tranh chấp cuối cùng mặc dù nó không phổ biến, đó là liên quan đến tranh chấp về pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng. Đó là những cái các dạng tranh chấp mà phổ biến vào hợp đồng tín dụng. Thế vậy thì nguyên nhân nào nó dẫn đến những cái tranh chấp này? Thì có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, từ phía bên cho vay. Từ phía bên cho vay thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó không phải phổ biến liên quan đến cái vi phạm của bên cho vay tiến độ giải ngân. Thông thường các tổ chức tín dụng họ thực hiện giải ngân rất là tốt theo đúng tiến độ. Nhưng mà cái từ phía cho vay này có thể lỗi từ chính bản thân cán bộ tín dụng. Trong cái quá trình đánh giá hồ sơ, chúng ta đã thực hiện không đúng nghiệp vụ. Hoặc là chính bên cho vay của chúng ta đã hạ thấp các tiêu chuẩn để chúng ta muốn tăng trưởng tín dụng. Cũng như là trong cái quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng thì chúng ta không có sự sát sao, giám sát cái hoạt động của doanh nghiệp đi vay của mình.
Từ phía bên vay thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi chúng ta sử dụng nguồn vốn đó nó không hiệu quả, dẫn đến chúng ta không có đủ tiền thu nhập để trả lại cái gốc và lãi. Cái nguyên nhân đó có thể xảy ra bởi từ nhiều lý do. Ví dụ như chúng ta sẽ bị thiên tai bệnh dịch, hoặc là gần đây chúng ta sẽ thấy ảnh hưởng Covid. Nhưng mà cũng có nhiều doanh nghiệp cũng cố tình là không trả, hoặc cố tình là sử dụng để làm sao qua mặt được các tổ chức tín dụng để có thể vay vốn và sau đó chiếm dụng vốn của các tổ chức tín dụng. Ngoài ra thì cái nguyên nhân do các quy định của pháp luật, ví dụ như là quy định về cách tính lãi như thế nào, chúng ta chưa rõ, cho đến khi chúng ta có cái nghị quyết 01/2019 của hội đồng thẩm phán liên quan đến vấn đề hướng dẫn lãi suất thì chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng hơn chẳng hạn. Vậy thì nếu khi chúng ta có hợp đồng tín dụng rồi, chúng ta bắt đầu triển khai và trong quá trình đó chúng ta xảy ra các cái tranh chấp thì chúng ta lựa chọn những cái phương thức giải quyết tranh chấp nào? Dù pháp luật có quy định rằng là các phương thức giải quyết tranh chấp bao gồm tòa án, trọng tài, hòa giải, thương lượng, thì hầu hết các hợp đồng tín dụng của chúng ta hiện nay chúng ta phổ biến vẫn sử dụng là tòa án. Các bên cụ thể là tổ chức tín dụng soạn thảo hợp đồng và bên cho vay, chúng ta soạn thảo hợp đồng thì chúng ta cần hiểu được cái ưu nhược điểm của từng phương thức, cũng như là chúng ta cần phải biết được rằng là cái cách áp dụng luật như thế nào, bao gồm cả luật hình thức, bao gồm cả luật nội dung, để chúng ta biết được rằng là cái trình tự để mà nếu có tranh chấp xảy ra, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta cũng cần phải chú ý về cái thời gian, bao gồm có thời hạn khiếu nại cũng như thời hạn khởi kiện. Nhưng mà quay lại câu hỏi tại sao chúng ta chủ yếu vẫn sử dụng là tòa án là phương thức giải quyết tranh chấp để đảm bảo cho hợp đồng tín dụng, thì chúng ta thấy là các bên thường sử dụng là các tài sản, đó là bất động sản. Thì chúng ta sẽ thấy rằng theo luật kinh doanh nhà ở thì chúng ta thấy rằng là quy định là tòa án sẽ có thẩm quyền. Các bên người ta cũng không mong muốn rằng là quy định trong hợp đồng tín dụng là một phương thức khác để rồi nếu không sau này xử lý tài sản đảm bảo sử dụng phương thức khác. Vậy thì cái phần mà tôi muốn đi trọng tâm là về phần kỹ năng khi mà một cái tranh chấp xảy ra thì chúng ta cần có những cái kỹ năng gì. Thì đầu tiên là chúng ta cần phải xác định được vấn đề tranh chấp liên quan đến việc là thực hiện hợp đồng, liên quan đến vấn đề là trả lãi chậm, hay là liên quan đến vấn đề là giải ngân, hay là liên quan đến lãi ân hạn chẳng hạn, thì chúng ta phải xác định cụ thể. Một cái về mà các bên chúng ta thường hay viên vào để mà yêu cầu là không để trả lãi, đó là chúng ta thường đề cập đến vấn đề hiệu lực của các giao dịch. Các bên vay thì lại mong muốn cho rằng là cái giao dịch đó vô hiệu để rồi chúng ta không phải trả lãi. Thì cái đó là cái việc chúng ta cần xác định cái hiệu lực của giao dịch thì chúng ta phải chú ý. Thế cụ thể ở đây thì tôi muốn đưa ra luôn, đó là liên quan vấn đề xác định chủ thể xác lập. Đặc biệt là chúng ta sẽ thấy trước kia nếu mà chúng ta cho vay đối với hộ gia đình, chúng ta cho vay doanh nghiệp tư nhân, nếu chúng ta không xác định được đúng chủ thể xác lập hợp đồng thì dẫn đến thường là các bên sẽ yêu cầu là tuyên bố vô hiệu. Và cái thứ tư là chúng ta cần phải xác định người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Có phải chỉ có mỗi là bên đi vay không? Hoặc là chúng ta sẽ xem xét người có nghĩa vụ liên quan mình bao gồm ai và hiện giờ họ đang ở đâu? Họ còn đang ở trong nước hay họ lại đi nước ngoài? Thì cái đó là những cái vấn đề chúng ta cần phải xác định. Để giải quyết những cái tranh chấp thì chúng ta sẽ thấy rằng thu thập chứng cứ là vấn đề mà không thể bỏ qua được. Cái kỹ năng thu thập chứng cứ đó là gì? Chúng ta phải lưu trữ lại tất cả những cái giấy tờ có liên quan đến giao dịch giữa quý doanh nghiệp đối với bên cho vay là các tổ chức tín dụng, các giấy tờ khế ước giải ngân. Chúng ta phải xem các chứng từ thể hiện rằng là chữ ký đó có thật hay giả, để có thể nếu khi mà cần yêu cầu tòa giải quyết tranh chấp thì chúng ta có. Về thương lượng xin gia hạn thời gian đối với tổ chức tín dụng thì họ cũng xác định rằng là một cái doanh nghiệp họ cho vay và họ cũng rất là mong muốn rằng là thu hồi được những cái khoản tiền mình cho vay. Do đó họ sẽ không phải lúc nào cũng sẽ đẩy các doanh nghiệp đi vay đến mức đỉnh cùng. Họ sẽ cho chúng ta gia hạn về thời gian. Cái lãi suất là cái mà tổ chức tín dụng người ta hướng tới. Và người ta thông thường người ta đã có xây dựng một cái hệ thống tự động để cho chúng ta cách tính lãi suất, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta đi vay thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu cách tính cụ thể như thế nào. Xác định thẩm quyền của cơ quan giải quyết tranh chấp. Vậy thì cơ quan giải quyết tranh chấp thẩm quyền của họ như thế nào? Chúng ta sẽ lựa chọn
tòa án hoặc chúng ta lựa chọn trọng tài, chúng ta xem xét rằng là tòa án đó hoặc là trọng tài có thẩm quyền hay không. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải chú ý. Thực tế thì những cái tranh chấp liên quan về cách tính lãi suất, những cái tranh chấp liên quan đối với tài sản đảm bảo thì nó rất phổ biến. Và thông thường chúng ta thấy rằng các bản án thường nghiêng về đối với tổ chức tín dụng. Tuy nhiên ở đây tôi muốn lấy một trường hợp nó khá là đặc biệt. Chúng ta sẽ thấy là cái tình huống ông bà A thì có vay ngân hàng X 2 tỷ và họ lại sử dụng cái thế chấp cái căn nhà của mình để làm tài sản đảm bảo. Sau đó đến thời hạn trả nợ thì ông A không thể bán được nợ. Và lúc đó thì cái khoản nợ này theo 5 tháng nó được xem xét là nợ xấu. Trong lúc đó thì ngân hàng X đã tiến hành bán cái khoản nợ này cho cái công ty mua bán nợ. Sau khi bán thì ngân hàng X đã tiến hành kiện ông bà A ra tòa án huyện và yêu cầu xử lý tài sản thế chấp. Thông thường đọc một cái dữ liệu tình huống như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng là phía tổ chức tín dụng người ta sẽ có những cái lợi thế của mình. Bởi vì nếu đi vay mà không trả thì chúng ta phải sử dụng tài sản đảm bảo, đúng không ạ? Và cái thông tin ở đây rằng là đối với ngân hàng đã bán cái khoản nợ này thì liệu rằng ông bà A có biết không? Cái khoản nợ này chúng ta phải xác định được rằng là ai là chủ của khoản nợ này bây giờ. Công ty mua bán nợ hay đó là ngân hàng X để xem rằng là họ có thẩm quyền để kiện chúng ta hay không, cũng như là xử lý tài sản đảm bảo hay không. Trên những cái phân tích trên chúng ta sẽ có những cái bài học kinh nghiệm gì cho cái chuyên đề này. Thứ nhất là đối với tổ chức tín dụng thì chúng ta cần phải đánh giá đúng khách hàng của mình, bao gồm cả vấn đề tài chính, vấn đề đạo đức kinh doanh, để chúng ta tìm ra được những cái khách hàng phù hợp. Bên cạnh đó thì để loại trừ những cái rủi ro có thể xảy ra thì chúng ta cần phải chuẩn hóa các quy trình cho vay. Và cũng không thể không nói đến cái vai trò của cán bộ tín dụng. Bởi vì nếu quy trình của anh tốt mà người thực hiện không tốt thì chúng ta sẽ thấy sẽ tạo những cái lỗ hổng và từ đó sẽ tạo những cái tranh chấp phát sinh. Sau đó thì nếu cái tranh chấp xảy ra thì chúng ta cần phải xác định vấn đề pháp lý về chủ thể hay về thực hiện hợp đồng liên quan đến lãi suất, liên quan đến tài sản đảm bảo. Và quan trọng là chúng ta cũng cần phải đánh giá về tình hình của sự việc. Khi bên vay không trả được lãi thì ngay lập tức chúng ta kiện, và chúng ta phải xem xét tình hình để tạo điều kiện cho các bên có thể thực hiện của mình. Trong những cái kỹ năng giải quyết tranh chấp tốt nhất đó là gì? Không nên để các tranh chấp xảy ra. Và đối với quý doanh nghiệp thì chúng ta cần phải xác định rằng có vay thì có trả. Về cái quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, nó đòi hỏi là các bên có sự kiểm soát rủi ro. Và đặc biệt cuối cùng là khi có tranh chấp thì các bên chúng ta cần cảm thông và chia sẻ, tìm ra những cái cách thức giải quyết tranh chấp cho phù hợp. Thưa quý vị, trên đây là những kỹ năng mà chúng ta cần lưu ý khi mà giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng. Hy vọng rằng là nó sẽ giúp ích cho quý vị trong quá trình thực hiện các hợp đồng tín dụng. Và chúc quý vị sẽ thành công trong cái sự phát triển kinh doanh của mình. Xin chân thành cảm ơn.